Xin chào các cụ mợ. Như trong clip mà cháu đi chợ, nhà cháu đã chia sẻ với các cụ mợ là hôm đấy nhà cháu mua nguyên vật liệu làm 3 món, đó là bánh chưng, gà luộc và hôm nay một món ăn rất là đặc biệt mà cháu không nói tên. Và cháu biết chắc rằng cái món ăn này rất rất ít các cụ mợ biết cách làm và biết đó là một món ăn gì. Và cái tên thôi cũng đủ để rất hấp dẫn các cụ mợ, vì các cụ mợ chưa nghe thì cái tên món ăn này bao giờ. Đó là món mọc vân ám. Ở Hà Nội ngày xưa ấy thì có nhiều nhà người ta thuộc tầng lớp mà người ta rất là, người ta có người là người tầng lớp mà người ta đại loại là có của một chút. Thế bắt đầu người ta làm món mọc đông. Thế nhưng mà mọc vân ám lại là một cái món ăn mà cầu kỳ, cao sang hơn món mọc đông. Tức là các quả mọc được nấu đông nhưng các quả mọc lại nhuộm màu. Giả dụ như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen. Nó tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tức là tương sinh tương khắc, với mong muốn là một năm mới may mắn đầy đủ. Và cháu đồ rằng là cái công thức, cái cách làm món mọc vân ám ngày hôm nay cháu chia sẻ với các cụ mợ. Biết đâu đó là các cụ mợ sẽ làm món ăn này tại gia đình trong Tết sắp đến. Và cháu hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ thích món ăn này. Và bây giờ các cụ mợ hãy xem cháu hướng dẫn món này nhé. Nguyên vật liệu của mọc thì không thể thiếu được giò sống, bì lợn. Thành phần của giò sống ấy thì nó chỉ là thịt xay ra thôi, thế nên là nó không có collagen, mà chính cái collagen ở trong bì mới là cái chất làm đông. Đúng với ngày xưa của người Hà Nội xưa thì người ta lại làm một chút cái bì đẩy này nữa. Bì đẩy tức là cái bì lợn người ta luộc lên và người ta thái nhỏ ra để làm chạo bì ý. Mà cái chạo chưa trộn thính ý, chúng ta sẽ mua về, các cụ mợ không phải làm đâu ạ. Chỉ ra ngoài hàng giò chả mua ít chạo bì chưa trộn thính về, tí nữa chúng ta sẽ băm nhỏ và trộn cùng mọc. Nấm hương, mọc nhĩ, ở đây có cái mọc nhĩ trắng. Vì là trong bát mọc có 5 màu thì có một quả mọc màu trắng, thế nên là chúng ta sẽ phải dùng mọc nhĩ trắng. Nếu các cụ mợ thấy cái mọc nhĩ trắng này khó kiếm ý, thì các cụ mợ có thể thay thế bằng cái nấm tuyết nhĩ, bán rất nhiều ngoài chợ cũng được, không sao ạ. Các cụ mợ ạ, cái người xưa Hà Nội cực kỳ giỏi trong việc là dùng các cái màu sắc thiên nhiên vào món ăn. Giả dụ như là màu đỏ thì chúng ta sẽ nhuộm với, chúng ta sẽ lấy quả gấc này, chúng ta nhuộm màu trong màu đỏ của quả mọc. Thứ hai đó là màu xanh. Màu xanh thì như người xưa người Hà Nội người ta dùng lá mảnh cộng, nhưng mà bây giờ cái lá mảnh cộng cực kỳ khó kiếm với các cụ mợ, nên cháu sẽ thay bằng lá nếp. À, cháu quên một cái hạt dành dành. Cụ mợ chờ cháu tí nhé, cháu đi lấy. Đây, hạt dành dành của cháu đây. Cái hạt dành dành này để cháu nhuộm màu vàng các cụ ạ. Tại vì mọc của chúng ta sẽ có màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đen và màu trắng. Hạt dành dành thì các cụ mợ mua rất là dễ ở các cái hàng lá hoặc các cái hàng thuốc bắc. Cực kỳ dễ luôn. Tại vì tại sao cũng có cụ mợ thắc mắc cháu bảo tại sao không cho nghệ vào. Thật ra ấy, nghệ nó là một cái gia vị mà nó có chất điều vị và nó có vị hơi đắng chát. Thế nên cho vào quả mọc thì cháu nghĩ rằng là nó không hợp lắm. Nó không hợp vị lắm. Nhà cháu muốn là cái màu mùi, từng mùi vị của quả mọc nó phải nó rõ từng mùi vị, nó không bị hòa lẫn vào với nhau. Còn cái mùi nghệ thì khi mà nó vào thì nó hay át những cái mùi khác. Thế nên là nhà cháu phải dùng đúng hạt dành dành như công thức ngày xưa của các cụ. Đấy, cái này để tí nữa cháu làm hoa hay là cháu làm vài cái hạt đậu Hà Lan để cho nó chạy chạy trong một cái lớp nước bì trong suốt thì nó sẽ đẹp mắt, vui mắt và nó làm cho món ăn của chúng ta tinh tế hơn. Nhiều cụ mợ cứ thắc mắc là cái món đậu hòa quả đậu Hà Lan này nó là một cái loại thực phẩm du nhập của người phương Tây mang sang, mà tại sao lại cho vào trong món ăn Việt Nam được. Thật ra thì như cháu phỏng đoán ý, khi mà cháu hỏi bà ấy, thì bà nhà cháu ấy, thì là cái mọc vân ám này chắc là nó cũng chỉ có xuất phát từ thời bắt đầu là từ thời Hà Nội những năm thế kỷ 19 nữa, và tức là từ thời Pháp thuộc ấy, khi mà có những cái loại rau của người Pháp mang sang như này thì bắt đầu là các cụ nhà mình, bắt đầu người Hà Nội giỏi ở cái chỗ là bắt đầu biến tấu sử dụng những cái sản phẩm phương Tây thật đấy, hoặc là những cái món ăn có công thức xuất xứ từ của Trung Quốc thật đấy, nhưng mà họ được chế biến đổi thay để tạo thành một cái món ăn riêng có của Hà Nội và phù hợp với cái hoàn cảnh, cái tập quán, cái lối sống và cái gu thưởng thức của người Hà Nội, dần dần mới tạo thành một món ăn Hà Nội đặc sắc. Là lên mua về thì các cụ mợ cắt bớt cho cháu cái phần sống này đi ạ. Không, tí nữa chúng ta chỉ việc rửa sạch và chúng ta thái nhỏ xong chúng ta cho vào cối giã lấy nước. Cháu mua quả gấc nếp này rất là ngon này. Chết mẹ cháu rồi, cháu quên rượu trắng rồi các cụ mợ ơi. Cháu chưa mua rượu trắng. Bây giờ cháu đem cho đi xem là nhà còn tí rượu trắng nào không nhá. Các cụ mợ chờ cháu tí. May quá các cụ mợ ạ, vẫn đi sờ được chai rượu cúng. Thôi xin các cụ vậy, xin các cụ lấy một, cháu lấy một thìa thôi ạ. Cháu xin các cụ một thìa rượu trắng thôi ạ.
Và các cụ mợ nhớ cho cháu là cái rượu trắng nồng độ cao nhé. Chúng ta đánh vào đây, đánh thật mạnh vào. Đấy, bắt đầu cái thịt của nó tan ra rồi đấy. Cụ mợ nhớ nhá, cái gì bất cứ món ăn dùng đến gấc mà cần phải đánh nhuyễn ra thì các cụ mợ phải tán nhuyễn ra cho cháu nhé. Với rượu trắng nồng độ cao thì nó càng làm cho màu gấc càng đỏ tươi. Cháu dây đến được cái thịt gấc mịn rồi này. Đấy. À, các cụ ơi, cháu mới dã được một tí. Đấy, thế rồi, rồi. Đun nước nóng ạ. Nước thật nóng, chúng ta đổ vào đây. Ấy, các cụ nhìn thấy chưa? Đấy. Đây. Đây. Nó như này. Đấy, bốn cạnh, bốn góc như này. Bây giờ cháu sẽ băm mọc nhĩ trắng trước nhé các cụ mợ nhá, băm thật nhỏ nó ra. Cái mọc nhĩ trắng này chúng ta sẽ làm cái gốc của mọc. Tức là chúng ta sẽ trộn giò sống này, mọc nhĩ trắng này, một chút bì đẩy băm này và các loại gia vị trước, sau đó chúng ta sẽ chia ra các bát mọc để nhuộm màu sau ạ. Tiếp đó là cái bì đẩy lợn. Cháu sẽ băm nấm hương các cụ mợ nhé. Cái bì này nha, cháu đã rửa sạch rồi các cụ mợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ ra nhé. Để tí nữa chúng ta sẽ ninh, lọc hết mỡ đi nha các cụ mợ nha. Tẩy hết mỡ đi nha. Không để tí mỡ nào đâu, vì là nếu mà để mỡ vào nó có váng đấy ạ. Cái món ăn của người Hà Nội xưa ấy, nó chỉ cầu kỳ ở những chỗ như này ạ. Cái gì và tiêu chuẩn như thế nào là phải tuân thủ thật đúng, để cho nó đạt được những cái hiệu quả. Sau khi chế biến món ăn nó đạt được cái giá trị cảm quan cao nhất. Thế nên là phải tuân thủ cho đúng ạ. Giờ cháu sẽ tiến hành trộn mọc các cụ nhá. Đây, giò sống. Chúng ta sẽ cho vào một cái thố rất to to một chút. Cứ cho từ từ thôi các cụ ạ, không cần phải cho hết vào đâu. Đây, cái này giò sống này. Chỗ này cháu mua khoảng độ nửa cân đấy. Nửa cân. Và chúng ta sẽ cho hết bì lợn, mộc nhĩ trắng vào. Rồi. Tiếp đó là cháu sẽ cho một chút bột nêm vào nhá, cho một chút bột nêm vào đây thôi. Và một chút mì chính. Và cái không thể thiếu được đó là hạt tiêu nhá các cụ mợ nhá, các cụ mợ cho cháu nhiều hạt tiêu vào một chút nhá. Mọc này cho nhiều hạt tiêu vào một chút. Rồi, bây giờ cháu sẽ trộn bằng tay nhá các cụ mợ nhá. Cái này không thể trộn bằng găng tay được đâu ạ. Nó sẽ dính hết vào găng tay, khó lắm, không làm được. Và chúng ta sẽ phải quật một chút ạ. Càng quật dẻo thì cái mọc của chúng ta nó sẽ càng giòn ạ. Bây giờ cháu sẽ chia ra 5 bát. Đây, bát màu trắng, không làm gì cả. Đấy, 5 bát cháu đã chia đều rồi ạ. Xong rồi cháu sẽ vứt vào trong tủ lạnh này. Bây giờ cháu làm đến màu đen. Màu đen đây ạ. Màu đen cháu sẽ cho nấm hương, mộc nhĩ băm vào. Các cụ nhớ là nói là màu đen thôi, nhưng mà cũng vừa vừa thôi ạ. Chứ các cụ mợ đừng cho nhiều quá, vì cho nhiều quá là nó cái mọc nó sẽ không còn giòn nữa và nó sẽ không còn ngon nữa. Cái gấc này thì các cụ mợ cũng cho dần dần vào vừa và từ từ thôi ạ. Các cụ mợ đừng cho hết một lúc ạ. Đấy, lúc này cháu chưa đỏ lắm, cháu cho thêm chút. Tiếp bây giờ thì cháu sẽ trộn màu xanh. Các cụ mỡ nhá. À, cháu trộn màu vàng trước đi. Màu vàng trước đi. Đấy. Các cụ mỡ cứ tưới nước. Cũng là như là làm gấc ấy, tưới nước rành rành và từ từ thôi ạ. Rồi, đến màu xanh nhá, cháu sẽ cho cái nước lá nếp vào. Các cụ mợ làm đến món nào mọc loại mọc nào thì các cụ mợ dùng cái thìa mới nhá, không dùng thìa lẫn lộn đâu nhá. Thì nó sẽ bị lẫn lộn các màu ra khác nhau đấy ạ. Nên là cháu đã chuẩn bị mấy cái thìa ở đây rồi. Đấy. Đây, màu xanh cho cháu ra này, thế thôi nhá. Các cụ mợ đừng làm xanh quá. Tại vì cái nước lá nếp nó chỉ được cái màu như này thôi. Rồi, đây nó như thế này thôi ạ. Bây giờ cháu sẽ phin từ cái này vào cho vào trong tủ đông các cụ mợ nhá. Sau khi mà cháu đã chuẩn bị xong các thứ rồi các cụ mợ, bây giờ cháu sẽ tiến hành là cháu trần đậu Hà Lan và cà rốt. Ấy, cháu cho đây một chút muối.
ngoáy ngoáy cho nó sôi tí, rửa cho nó sôi. Trong này có hai cái nguyên liệu, đó là cà rốt và hà lan quả. Thế thì cái nguyên tắc trần ấy, bao giờ là những cái màu mà nó dễ thôi màu ra nhất ấy, thì nó sẽ trần sau cùng. Thế nên là giả dụ cháu có trần cái này, cháu trần màu xanh trước. Đấy, cho vào trần thì cho nó sôi lại thôi, là vớt ra là ok. Khi mà nó sôi rồi cháu sẽ vớt ra ngay. Các cô phải cho mợ trước khi mà chuẩn bị bắt đầu trần cái này, thì các cô mợ chuẩn bị bát nước lạnh cho cháu nhá. Đấy, để cho ra nước lạnh cho nó giữ màu luôn. Cứ vớt ra cái cho ra nước lạnh luôn, cho nó giữ màu các cụ mợ nhá. Đấy, cái bì nó săn lại này, cũng mỡ này. Xong bây giờ cháu sẽ vớt ra nhá. Thơm lắm cô mỡ. Nóng quá. Đây cô mỡ nhìn này, nó phải như thế này nhá, hơi đen đen một tí, mùi nó thơm rồi. Nóng lắm, bắt đầu cháu băng ra rửa nhá các cô mỡ nhá, chờ cháu tí nhá. Đây các cụ mợ ơi, cháu rửa củ gừng đây này. Ấy, cháu rửa củ gừng. Các cụ mợ nhớ cho cháu là rửa hết đen đi thôi nhá. Nhưng mà nó vẫn còn thơm, nó cực kỳ thơm luôn. Đấy, bắt đầu chúng ta sẽ thả vào trong này này. Đấy, thả vào đây. Xong rồi các cụ mợ cho cháu một chút bột canh vào đây nhá. Khoảng một thìa cà phê bột canh vào đây để cho cái nước bì nó không bị nhạt thôi ạ. Đấy. Sôi rồi nhá, bắt đầu cháu sẽ giảm nhiệt độ này. Chúng ta sẽ hớt bọt nó đi để chúng ta lấy cái nước bì thật trong. Và các cụ mợ nhớ cho cháu là ninh cho nó mềm ra nhá. Ninh cho cái collagen ở trong bì nó tiết hết ra. Đấy. Cho nên cái nước nó trong như thế này. Các cụ mợ ơi, sau khi mà cháu để một lúc là khoảng độ cháu để khoảng nửa tiếng đấy. Thì cái mọc nó đã đỡ đây rồi. Và để mà nặn cái này thì các cụ mợ làm giấm ướt tay đi một tí nhá. Các cụ mợ đừng để tay khô nhá. Chúng ta sẽ nặn mọc bằng những cái quả táo con như này. Đấy, xong là bắt đầu chúng ta đặt một cái nồi nước nóng như này. Chúng ta thả vào ta hấp luôn. Thả vào đây, đấy. Chúng ta sẽ nặn những cái màu mà gì nó không dính ra tay trước ý. Tức là màu trắng này, xong đến màu đen. Rồi, đấy, cháu đậy vung vào cháu đi lấy tiếp cái mọc kia ra, cháu lại nặn tiếp. Đây, màu đen đấy các cụ mợ nhá. Cháu này nặn tiếp màu đen. Cũng bằng cái quả vừa xong nặn đấy ạ. Vừa vào cái quả trắng trắng vừa xong nặn đấy ạ. Và các cụ mợ nhớ cho cháu là để riêng từ góc một nhé. Cháu nặn tiếp màu xanh nhé các cụ mợ nhé. Đấy các cụ mợ nhìn thấy chưa? Các màu nó đã khác nhau rất nhiều rồi. Đấy, bắt đầu cháu sẽ nặn vàng màu vàng nhé. Hôm trước cháu cũng có một chị ở nước ngoài gọi điện về hỏi món này. Và chị để làm món này chị thử ngay một cái máy xay giò ở Việt Nam ship qua bên nước ngoài cho chị. Xong rồi để chị làm món này đấy ạ. Có rất là cũng một số người cháu được biết là cũng rất nhiều người yêu thích cái món này. Các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, nó đã chín chín được một tí rồi, các cụ mợ lật một chút đi ạ. Đấy, lật một tí cho nó chín đều đi ạ. Cái quả mọc mà các cụ ấn vào và nó đàn hồi rắn rắn như này là sắp được đấy, sắp chín rồi đấy. Ôi, chưa được. Cái những cái quả mà mới cho vào chưa được lần được các cụ mợ. Các cụ ơi, sau khi mà đảo chỗ là nhà cháu thấy là còn chỗ ấy, bắt đầu là cháu sẽ làm tiếp màu đỏ các cụ nhá. Cháu sẽ làm rất là nhanh. Ôi thôi chết rồi, tay cháu chưa ướt rồi. Đấy, vừa mồm dặn các cụ mợ trên này là tay phải ướt. Thế mà làm xong lại vội quá thì lại quên tay lại không ướt. Hãy cho vào thế là lại bị dính rồi. Đây các cụ mợ nhìn các ngón đầu ngón tay cháu bị dính ấy. Cái mọc trắng sắp chín rồi, sau có khi cháu sẽ vớt cái mọc trắng ra. Cháu để tiếp cái mọc đỏ vào đấy. Các cụ ơi, các cụ ấn tay vào nhá. Nó cứng đàn hồi như này, tức là nó đã chín rồi đấy ạ. Cho ra, vớt ra luôn ạ. Đấy. Các quả này, các quả đen cũng chín rồi các cụ mợ ạ. Cháu vớt ra luôn. Các cụ ơi, các cụ nhìn đây này. Cái nước bì của cháu đã bì nó rất là mềm luôn này. Nó sánh nhẹ như này này. Đấy, nó sánh nhẹ như này này. Bắt đầu các cụ lọc để cho nó nguội đi nhé. Để tí nữa mình chan vào nước mọc nhá. Nó còn thơm một tí mùi gừng nữa này. Để phải để tôi nguội để tí mình mới chan mọc được các cụ nhá. Nhá các cụ mợ nhá. Cháu vớt ra. Màu đỏ chờ thêm một tí nữa các cụ mợ nhá. Sắp màu đỏ cũng sắp được rồi đấy ạ. Đấy, các cụ nhìn thấy chưa? 5 màu mọc rồi đấy. Mọc của cháu có 5 màu rồi. Bây giờ nhá, các thứ cháu đã xong rồi, nước bì cháu đã lọc xong rồi, mọc cháu đã xong rồi. Nhưng mà các cụ mợ nhớ là để mọc thật nguội cho cháu nhá.
chắc cái quả này cháu không dùng được rồi. Ngày xưa cái người Hà Nội ý, thì là khi mà bắt đầu là để úp được cái bát mọc đông ngược ra như này, tại vì là sau khi mà chúng ta xếp mọc vào đây xong, chúng ta sẽ phải chan cái nước bì cho nó nằm ở đầy cái bát này, xong rồi để cho nó đông lại, chúng ta sẽ úp ngược ra bát, ra đĩa và chúng ta bỏ ra. Thế nhưng mà nhiều khi mà cái bát này nó bị dính ý, thì tự nhiên nó bị mất một góc của cái nước bì đi rất là xấu. Thế thì người Hà Nội, người ta, các cụ nghĩ ra là các cụ cho một cái lớp mỡ mỏng vào đây, tráng lớp mỡ mỏng vào đây, xoa bằng một cái giấy, xoa lớp mỡ mỏng vào đây, nhưng mà cháu nghĩ là cũng không ổn lắm vì là da nó vẫn còn có cái váng mỡ. Thế nên là nhà cháu thì nghĩ ra một cách là cho nước vào cái bát này, tẹo nước tráng tráng vào đây, xong bắt đầu mới cho cái màng lọc thực phẩm. Đấy, tí thôi. Đấy. Tráng tráng tí như này. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ cắt một cái màng bọc thực phẩm to hơn cái bát này một chút, xong bắt đầu chúng ta sẽ ấn vào. Như thế này, lấy cái tay ướt nó xuống. Đấy. Xong rồi ta miết miết, hơi miết một tí nữa. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa? Các cụ mợ làm cho cháu đúng như này nhá. Ôi, tôi chết rồi. Hết cái màng bọc thực phẩm này rồi. Hay bây giờ nhà cháu sẽ dùng một thử một cái là nhà cháu sẽ làm bằng dấu ăn mỡ lợn như các cụ ngày xưa, xem bây giờ nó như thế nào nhá các cụ nhá. Chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ so sánh. Đây, nhà cháu sẽ dùng một chút dầu ăn nhá. Chắc là ít ít này nhỉ, heo heo này thôi. Tráng tráng này thôi. Bây giờ để cho cái bát mọc đẹp này, các cụ mỡ cho cháu một vài cái bông hoa vào đây nhá. Ba bông hoa vào đây. Đấy. Bên này cũng thế. Để khi mà úp ngược ra là các cụ nhìn thấy hoa luôn. Vài ba cái đậu Hà Lan vào đây. Đấy. Cái người Hà Nội, cái món ăn Hà Nội ấy, nó hay tinh tế ở cái chỗ cái tỉ mẩn và cái mà ăn bằng mắt mà. Nên là các cụ ấy phải làm cho nó nhìn cho nó sinh động trước đã. Đấy, như thế này. Không, bây giờ chúng ta sẽ xếp mọc các cái màu sắc xen kẽ các cụ mỡ nhá. Năm quả mọc sẽ xen kẽ nhau như thế này. Mà chưa hết đâu ạ. Mỗi góc này các cụ mỡ cho cháu một viên đậu Hà Lan, một viên hoa cà rốt. Đây, nước bì nó đã nguội như thế này rồi nhá. Bắt đầu nhà cháu, mà các cụ nhìn thấy sánh không? Cháu ninh được sánh không? Đấy, bây giờ cháu sẽ chan vào. Các cụ chan ngập cho cháu luôn nhá. Rồi. Và chúng ta cứ để nguội thôi các cụ mợ nhá. Để nguội ở ngoài hoặc các cụ mợ cho tủ lạnh. Đây rồi các cụ các mợ ơi, nhà cháu đã làm xong đây này, bát mọc vân nám nhà cháu đã đông rồi như này này. Bây giờ cháu sẽ úp ra cho các cụ mợ xem nhá. Cháu úp cái bát mà cháu làm, cháu để cái ly lông này này, cháu để cái miếng bằng bọc thực phẩm này này, các cụ sẽ cho đĩa vào đây này. Úp ngược nó lên như thế này. Đấy. Xong các cụ chỉ cần rút nhẹ ra thôi. Đấy, tự nó long ra. Đấy, một lớp bì trong suốt này. Và các quả mọc nó nằm trong đấy, các cụ nhìn thấy chưa? Đẹp không? Còn bây giờ cháu sẽ thực nghiệm cái bát này. Không biết là nó có được hay không. Mọc vân nám đã đến đây rồi, mời hai mẹ con thưởng thức cùng bác Hải nha. Đây, hai mẹ con ăn thử xem nào, ăn thử bác Hải làm thế nào. À, cái này nha, so với thịt đông nó khác, chính nó khác ở cái chỗ này đấy. Đấy chính là, tức là cực kỳ tinh tế và cực kỳ là khéo léo, cầu kỳ. Ăn ở buổi Tết, ngon không? Khá là ngon, ngon. Đúng thật không? Nhung ngửi thấy không? Cái nước mọc nó rất là thơm, nhưng mà cái nước bì của nó lại không có mùi hôi gì cả. Mà nó có thong thoảng tí mùi gừng. Các cụ mợ thấy nhà cháu ăn cái mọc này rất là ngon này này. Nên là biết đâu đấy, sắp Tết sắp đến rồi thì các cụ mợ lại làm món này, bổ sung vào cái mâm cỗ nhà mình để cho nó phong phú. Mà cháu nghĩ rằng nếu mà các cụ làm được món này nhá, khách đến nhà các cụ mợ mà thưởng thức món ăn, đảm bảo sẽ phải wow lên. Và
và rất là khán phục các cụ mợ nếu mà các cụ mợ làm món này thành công đấy. Xin chào các cụ mợ nhá.